anh đi làm về rồi ơi. Thôi vợ nấu món gì mà thơm quá vậy? Tạm đang quá, không miếng nè. Anh này để yên cho em nấu ăn coi. Vậy anh lên thay đồ xong rồi xuống đây xong cái anh ăn em nha. Ăn em ăn gì? Ăn con mắt anh á. Thì xuống ăn cơm với em. Thôi giờ anh nựng miếng nè, nựng miếng tương quá. Sao chưa đi thay đồ đi? Vậy đi thay đồ nha. Sao vợ mình kỳ vậy ta? Mới hôm qua còn mặn nồng sao quần mà sao hôm nay xua đuổi mình vậy? Không lẽ bởi biết mình ăn dụng? Sao còn chưa đi thay đồ nữa? Anh đi liền, anh đi liền. Ăn dụng có cái bánh không lẽ vậy bà giận trời? Khó hiểu vậy ta? Sao vậy ta? Giờ anh có ăn cơm không? Ăn chứ, anh xuống liền. Em ăn xúc xích nha, mấy nay ăn nhiều rồi có ngán không? Ngán. Vậy ăn rau đi, ăn rau ha, cho đẹp da. Anh để đi, em ăn em tự gấp được mà. Rồi, em ăn đi nha. Ăn. Thơm. Cái gì mà lạ vậy đó? Điện thoại thôi mà ngồi nó nghe nó mất vậy ra ngoài chứ. Khó hiểu thiệt. Ai gọi em vậy? Con Linh bạn em đó. Nó rủ em là thứ bảy tuần sau có rảnh không? Đi ăn đám cưới nó. Con Linh? Ủa nó mới mình mới đi ăn đám cưới nó 2 tháng trước rồi đúng không em? Ủa chứ anh không nhớ là 2 tuần trước mình mới đi ăn đám ma chồng nó hả? Ha. Trời ơi, 2 tuần trước chồng nó chết mà tuần sau nó cưới chồng mới hả? Nhưng mà em từ chối nó rồi. Em sợ anh bận. Ủa anh đâu có bận đâu em. Trời, đám cưới bạn mình đi cho vui chứ. Bận gì, đâu bận đâu. Nhưng mà lần này mình đi không được thì lần sau mình đi. Nó cưới hoài mà. Nó đam mê gì luôn hả? Thôi. Không ấy mình chơi bớt thân nó lại đi. Chứ bà đi ăn đám cưới nó hoài tốn tiền lắm. Xe gác. Miệng anh đâu có thúi đâu mà sao rác. Anh làm gì vậy? Tự nhiên phải tật giật mình à. Ý em nói là xe gác đang đậu ngoài kia kìa. Để em ra đổ gác nha. Thôi ăn xong đi rồi đổ rác. Em gấp chí. Để người ta đợi kỳ lắm. Gì đâu kỳ. Đang ăn mà đi đổ rác mới kỳ á trời. Xảy ra trời. Bây giờ mình sao đây? Sao lâu quá vậy? Tại anh hết á, tự nhiên hỏi em hoài à, làm xe gác đi hút luôn, em phải đứng đợi nãy giờ á. Đổ rác như đi thi đại học vậy đó. Có tâm quá à. Chờ đợi đồ nữa. Dạo này báo chí rồi tivi rồi đăng mấy cái tin nè. Vợ ngoại tình nè. Thấy không? Ngồ quá. Sao loại người dạo này phụ bạc nhau quá vậy ta? Thấy anh là nói lối ngoại tình đó hả? Đâu có. Anh lo vậy thôi. Thì mình phải lo chứ gì. Chuyện gì cũng phải xảy ra mà em. Anh khùng quá à. Em chỉ có mình anh thôi à. Nghĩ gì đâu lung tung quá. Ngủ đi. Không phải nghĩ lung tung. Phàm là con người mà em hiểu không? Đôi khi mình cũng sẽ có những đôi lần say nắng. Nhưng mà nếu mà em thành thật nói với anh thì anh có thể bỏ qua hết. Tại vì anh yêu em nhiều lắm.
Nói xàm gì anh, đi ngủ đi. Khuya rồi đó, mai còn đi làm sớm nữa. Thì biết rồi thì đi làm thì trước sau không đi làm. Không ấy mình làm gì cho mệt cho dễ ngủ em à. Bây giờ anh có chịu đi ngủ không? Lén ba tì tố năng. Ủa em, trời ơi, hôm nay phong cách đi tiệc của em là đồ bộ hả? Để anh lên thay bộ pyjama cho nó giống em, đi cho nó học nha. Ừ, muốn thay gì thay đi rồi đi ngủ luôn. Đi ngủ là sao? À, em hứa với anh là hôm nay đi ăn với bạn anh nha. Nhưng mà bây giờ em không thích đi chỗ đông người nữa, anh đi một mình đi. Trời ơi, lời hứa mà em làm như bánh trôi nước, em nuốt cái ực là xong hả? Ủa, anh chưa nghe bài hứa thật nhiều của ông Hoàng Phúc hả? Cái bài đó thì sao? Là em không có đi nữa đó. Em sao vậy? Em không đi thiệt hả? Ừ. Hôm nay anh thấy hơi mập. Không may mình hãy cà bắp đi em. Em cà bắp đi. Thôi, hôm nay em thấy mệt quá à. Mệt thì anh có những cái bài vật lý trị liệu làm cho em khỏe lại liền. Trị một cách khỏe liền nha. Tôi đã nói là không được rồi mà. Quái là ngày mai á, 9 giờ vậy. Trời ơi, không lẽ vợ mình có ngoại tình? À, không cần phải đợi tới 9 giờ sáng mai đâu. Ý em là bây giờ em ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận rồi nha, coi chừng mấy thằng lóc len can đồ nó lẻn vô. Nói nhảm gì vậy, đi làm đi nè. Anh đi nha vợ. Vợ mình nó ngoại tình có đầu tư luôn. Hôm qua một thằng chạy mô tô, hôm nay là chạy xe hơi. Già con bỏ nhỏ không tha. Trời ơi sao nó làm gì? Ngày nào mình cũng sức tàn lực kia mà không thỏa mãn được nó sao? Trời ơi.
chạy nhanh lắm. Được, được. Tôi cài định vị vô máy của bà rồi. Bà có chạy đằng trời. Thằng này nó chạy siêu xe tới, nó chở em vô khách sạn. Trời ơi, trong khi anh đi làm kiếm tiền lo cho em, mẹ mưu em cặp thằng này tới lần khác, bây giờ anh mới mò em vô tận khách sạn này để bắt quả tang nè. Khách sạn gì chứ em gặp ai đâu, anh này là tài xế của Thẩm Mỹ Viện Ngọc Dung, chở em đến đây chăm sóc da mà. Thẩm Mỹ Viện gì là sao? Lan không có đi nữa đó. Em em không đi thiệt hả? Ừ, tại vì em đi một mình. Mình cũng đi lắm chứ, nhưng mà mặt đầy tàn nhang mình ám, mắt thì lại thâm quần nữa, đi theo chỉ là mắt bằng chồng thôi, ở nhà cho rồi. Vô làm đi, vô người ta chăm sóc da em, còn anh chăm sóc em ha. Đi.